tháng 8 năm 2024. Bữa giờ về cũng mấy ngày, mấy ngày cho nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Rồi hôm nay làm cái clip nhỏ nhỏ này, clip 312 để tổng kết chuyến đi ở Houston, Texas. Rồi vừa qua Thiên Long Giang để mua nạp thổ, mới mua miếng đất. Rồi sau đó cái đi Dallas, rồi ghé nhà đứa đệ tử Mỹ Mỹ đuổi âm binh giùm. Cả này mình thêm cái chớp gọi là Go Buster, thêm extra chớp. Thì những ngày đầu thì ở Thiên Long cũng mưa làm buổi tiệc. Buổi tiệc thì trong đó giống như cha nói, lúc đó cha buổi tiệc tuy nhỏ nhưng mà nó có đầy ý nghĩa với tất cả các tầng trời. Đó là bà hai công chúa Thái Tử xuống trần để mà giúp cứu chúng sanh đó, thì chúc nó tới đó. Lúc đó cha có kêu vô ý nghĩa để mà giới thiệu mấy vị tiên trời về cái buổi lễ đó. Sau đó đi ra Thiên Long Thiên Long Giang, vì ở trong này biết được có hai đứa đệ tử bị trúng bủa là nặng, mình muốn cứu nhưng mà cuối cùng cứu không được. Rồi sau đó có buổi nói chuyện ở đó như 2 ngày, cũng cỡ 5 tiếng, rồi thành ra một cái clip 311. Rồi sau đó đi Dallas 4 tiếng, từ Houston qua Dallas 4 tiếng. Nói chuyện ở quán cơm chai đi Vestry. Rồi sau đó xong rồi tới nhà của Mỹ Mỹ để mà đuổi âm binh ở con nhà đó. Đó là tổng kết chuyến đi của Houston, rất là thành công. Tất cả các đệ tử thế nào cũng vui đúng không? Vui hết. Hiện giờ thì có mặt khoảng 2, 4, 6, 8, 9 người. Nhưng trong đó có một khúc một đứa đệ tử nó sơ ý, nó quay trong lúc cha mẹ nói chuyện, lúc mà khấn á, thì khi nào hùa đó khấn thì khởi tâm, thì cha hiện về, mẹ hiện về cũng giống như Thiên Long Sơn, hùa nói chuyện với cha với mẹ thường xuyên, với tất cả hồn thiên sông núi. Nói chuyện với Đức Thầy, nói chuyện với những gì ở đây, Xích Long, Bạch Long, Sơn Thần hay là Tứ Đại Thiên Dương, thì cũng bình thường thôi. Mấy đứa ở Thiên Long Sơn thì nó cho rất là bình thường, nhưng mà khi qua bên đó thì cũng sơ ý. Lúc mà mùi nói chuyện thì có một cái máy nó quay, cho nên có một số hiểu lầm không biết. Hôm nay phải giải thích cho rõ cái gì gọi là nhập xác, cái gì gọi là thiên nhãn thông, thiên khẩu thông, thiên nhĩ thông, thiên tâm thông, cảm ứng thông và nó khác nhau chỗ nào. Những cái người có sứ mệnh xuống thế gian này giống như sư phụ, căn bản có 7 dòng hồ an cha cho, và đồng thời sư phụ có thiên ứng thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, và đồng thời có thiên khẩu thông. Cho nên ma quỷ nó sợ nhất là cái thần thông của sư phụ, cái âm thanh, và thiên tướng thông, để sợ cái khuôn mặt. Có những cái loại thần thông mà thế gian này trong kinh không có nói, mà cái gì có nói thì cũng đi nói vậy thôi. Nó cũng là một cái dạng thần thông. Thần thông đúng nghĩa là nó giống như kỳ lạ những cái gì mà ma quỷ nó không thích. Thì thế gian này, lúc mà cha kêu sư phụ với công chúa Thần Bình với công chúa Quỳnh Châu, ba đứa quỳ xuống, cha nói ba chúng con là người phàm nhưng mang thân phàm nhưng không phải người phàm. Từ nhỏ sư phụ đã có thiên nhãn thông, cũng giống như muội cũng có cái đó. Đó là nó nằm ở trong người của mình, nguyên thể, không có ai mà nhập xác sư phụ hay là nhập xác muội hay là nhập xác của Quyền Châu ông chúa được. Rồi về nguyên thần là như thế nào? Sư phụ là nguyên thần của sư phụ đang ở trên trời. Sư phụ thường nói trên mạng đó là kim thân vẫn còn ở trển,
đi đứng chển. Nhưng mà cái nguyên thần của vũ trụ nó rất là powerful, rất là mạnh, thì có thể biến hóa vô hạn, cả tỷ người cũng được, khi ai kêu tên Thiên Tấn Kiệt. Còn hiện bây giờ Thiên Tấn Kiệt đang nói này chỉ có 3% thông minh của him, 3% cái khẩu thông của him thôi. Khi ngày đêm thì rất là bận, mỗi lần kêu nguyên thần về để già hỏi ý kiến, phải bận đi họp với Đức Thầy, họp với Phật Di Lạc, họp với Hồng Thiên Nhân Núi, họp đủ thứ, họp với mấy vị tiên trời, với mấy vị thần thánh ở quả địa cầu. Thì nguyên thần của sư phụ là Thái tử Thiên Nhãn thì rất là bận. Có lúc sư phụ nói chuyện với him thì cũng nói: ngươi thì rảnh, ta thì bận, cứ hỏi quá. Nhưng mà hai là một, một là hai. Công chúa Thương Bình cũng vậy, hai là một, một là hai. Công chúa Huyền Châu cũng vậy, hai là một, một hai. Ba người thì là sáu cái nguyên thần. Tất cả những người thế gian cũng có người có đó, nhưng mà đa số các con không có. Các con chỉ có một hồn và một xác, chứ không có ai mà nhập sư phụ hay là nhập Thượng Bình hay là Mai Thảo chứ. Cái đó là wrong. Còn nhập xác là như thế nào? Nhập xác là ở Việt Nam á, thì những người người ta phải đội đồng lên, người ta lắc, rồi cái bắt đầu người ta rung thì nó nhập vô, người ta có thể đổi cái âm thanh tiếng nói, hiểu không? Rồi cái giọng nam thành giọng nữ, mấy cái đó là nhập xác. Nhập xác không bao giờ chấp nhận. Ở núi Thiên Long Sơn ngày xưa mẹ có nói, Phật mẫu không bao giờ nhập xác bất cứ ai hết, cha thượng đế cũng không bao giờ nhập xác bất cứ ai hết. Ở ngoài đó ai mà xưng Phật mẫu hay là xưng cha đều là sai. Cha chỉ có nói chuyện với những người có sứ mệnh như sư phụ, hay là những cái người mà chung cùng để mà giúp sư phụ, để mà giúp cái đạo. Cho nên cái đó phải phân biệt. Rồi đồng thời sư phụ cho mấy đứa tử hiểu, những cái người nhập xác là họ cứ nói cho đã đi, nói cả ngày đi nữa, rồi cái họ sức ra họ quên. Cũng giống như anh Bắc trên này thuộc dạng nhập xác đó, mỗi lần ổng rung á, rồi ổng nói ra ổng quên hết. Còn á, công chúa Thượng Bình với sư phụ mỗi một ngày ngồi tiếp chuyện với tất cả các vị, nhiều khi một ngày thường nói chuyện cả mấy mười mấy vị luôn, thì mấy vị dạy những cái chiến thuật, chiến lược, binh pháp, rồi đường đi nước bước, rồi giúp đệ tử, giúp chúng sanh như thế nào. Mỗi một ngày á, công chúa Tân Bình phải về nhà làm hôn quốc, ghi xuống một đống. Cái ngày trí nhớ vẫn nhớ, tại vì ở trên điển vô tâm thì nhớ rồi ghi xuống, chứ không có phải như nhập xác xong như kiểu anh Bắc rồi ổng xuất ra cái ổng quên hết. Thì hai cái đó khác nhau. Thiên Long Sơn chúng ta không bao giờ chấp nhận những người nhập xác, tại vì mẹ nói con là Minh Dương sau này rất là quan trọng. Nếu mà ai mà nhập xác mà nói mà con làm theo thì muôn trùng chúng sanh sẽ khổ. Cho nên sư phụ chưa bao giờ tin những người nhập đồng nhập xác, và họ cũng không bao giờ dám lên núi Thiên Long Sơn để mà làm mấy chuyện đó, xích lông đuổi đi liền á. Còn về sư phụ có thể ngồi đang nói đây, Đức Thầy có thể đứng đây kêu sư phụ nín liền, tại sư phụ nghe được. Ngược lại, những cái người theo sư phụ, công chúa Thượng Bình cũng vậy, mở mắt chào cháu có thể đang uống ly Starbucks, hay là đang ngồi trên máy bay, hay là đang ngồi trên xe, hay là thậm chí đang karaoke luôn, mà mấy vị kêu nói chuyện là nghe được, là ngưng liền, tức là liền như vậy. Không có cần phải lắc, phải xin gì chăng, có hiểu chưa? Cái gọi là thiên nhĩ thông. Sư phụ có thiên nhĩ thông, muội muội có thiên nhĩ thông, rất là khác nhau á. Và đồng thời nhập xác nó chỉ nói chuyện được một người là một người, không thể nào. Hồi bữa quay ở Thiên Long Giang, vừa cha xuống cha ban mấy câu, rồi xe bên bên mẹ cũng đứng ở đó, mẹ nói đâu có thể làm lẹ như vậy được. Nếu mà người hiểu về tâm linh á, là người ta nhìn, người ta biết cái đó là người có cái là bản thể, là natural, là tự nhiên từ nhỏ sư phụ sanh ra là có. Những cái người có sứ mạng sanh ra từ nhỏ có cái đó. Mùi mùi có 5 dòng hồ quang, sư phụ có 7 dòng hồ quang. Ai mà phạm thượng thì người đó gọi là nghịch thiên á. Cái con diều hâu á, cái đứa đệ tử gọi là Thiên Trương Khánh á, cốt của nó là diều hâu. Cho nên khi mà nó bị trúng bùa, trúng ngải của anh Bắc á, sư phụ muốn qua cứu nó thôi, nhưng mà nó lại rất là phạm thượng và nó nói những cái lời đó. Và đồng thời nó làm thơ á, thí dụ người ta làm thơ cho nó im dịu để người ta nhớ cái bài thơ của mình. Còn đọc thơ của nó toàn là đọc chất độc, không ai mà nghe thơ của Ly á là toàn là nhiễm chất độc cho người, là ma quỷ nó kéo đó.
Tại vì ma quỷ đã ngự trị ở trên trong người của ông Thanh rất là nhiều. Mấy vị nói, hồi nãy Xích Long cũng vừa mới nói. Cho nên những lời nó nói ra ai mà nghe đó là bị dính chất độc. Và đồng thời rất là khó gỡ ra, sẽ bị nhiễm. Người ta làm thơ, người ta là dùng những cái lời im dịu, nó sân si, rất là sân si. Cái đó của Việt Cộng, của ma quỷ, của Long Hoa Mặt Tạng. Nó là phá đạo. Đi nói ngược lại người ta là phá đạo. Sư phụ là Thái tử Thiên Đình Thiên Nhãn lập đạo. Mà ai mà nói xấu sư phụ hay nói xấu sư mẫu, dầu cho không hiểu về Thượng Bình thì bỏ qua một bên đi, nhưng mà trong đó rõ ràng nói xấu sư phụ có nghĩa là phá đạo thiên tâm, là đại nghịch thiên, là tội muôn trùng tội đụng tới sư phụ. Còn bỏ phần của công chúa kia ra đi. Cho nên chánh hay tà nó rất là rõ. Chẳng qua là gì, cái tự cao ngã mạn, cái ma quỷ nó ngự trong lòng nhiều. Con giờ có một cái giải thích kiểu nào đi nữa thì những đứa mà bị trúng bùa đó nó cũng vẫn chấp, kiểu nào nó cũng nói được. Cũng giống như anh Bắc là luyện âm binh, luyện ma quỷ, lấy hình tượng cha mẹ bán tiền bạc. Nếu chúng ta không có tiền bạc, kêu con Sương đi bán hình tiền bạc 300, 500, rồi mấy cục crystal có hình cha mẹ 500, 300, tiền thì không nói gì, còn thư ém vô nữa. Nếu chúng ta có tiền không, tất cả các hàng đệ tử, cả nghìn nghìn đứa về với sư phụ, về Thiên Long Sơn, chỉ là chế tâm thành thôi, không có tiền nha. Mà đúng tới tiền là sai, sư phụ đã dạy cái đó rồi. Nhưng mà dầu sao á, là cũng là nhờ ổng để mà sàng lọc những đứa đệ tử nào tốt, những đệ tử nào xấu. Cũng giống như ông Khanh lúc trước, nó đưa Thiên Tâm lên, nó làm thơ này nọ, nó đâu có biết làm thơ. Có một cái thế lực Việt Cộng sau lưng nó. Rồi cái bữa kỳ rồi mấy tháng trước qua đây nói, sư phụ mỗi bài thơ con lấy 400 cho tiền con. Nói, mày làm thơ, con làm thơ thì con có công đức. Còn nếu không thì thôi, sư phụ đâu, ở trên này không có vụ tiền bạc. Cái đó con Khanh nó có nói rõ ràng đó. Làm thơ tiên dương rồi, giống như sư phụ đâu cần nịnh hót hay làm mấy cái bài nhạc gì đó. Mấy bài nhạc cũng y như cái kiểu mà thằng chồng của con Tiền, cái thằng Tú á, thằng Kenny Đòn Tú á, cái cũng vậy á. Cho nên những ai mà đưa mấy con lên á là họ đều có mưu đồ mong cầu, đều lọt sổ. Thiên Tâm chúng ta thứ nào thích làm Facebook, làm YouTube cho Thiên Tâm thì Đức Thầy và cha mẹ ghi nhận. Còn đứa nào mà vô đây mà lộn xộn tiền bạc bạc, sư phụ không có cần. Tới ngày hôm nay cả ngàn cái kênh YouTube trên đó, sư phụ cũng chẳng có cho đứa nào đồng bạc nào. Thích thì làm, đi về trời. Chỉ có cái vé giờ lên thì bắt nhẽ là miễn phí. Còn các con làm tạo công đức thì được cái vé đó thôi. Còn ngoài ra, sư phụ không bao giờ cho đứa nào cũng đồng ngân nào hết. Tại cho sẽ mất công đức. Cũng giống như bữa mình nói chuyện ở tiệm cơm chay đó, sư phụ cũng đâu cho bà đồng nào, để cho công đức. Con hiểu không? Chứ không phải là sư phụ không biết hay là quên đâu. Trở lại, ở ngoài kia con Văn là Vivian Nguyễn không, là Facebook nó không, còn Sương là Sammy Nguyễn không. Những đứa nào mà post những cái bài của con Lily Ly á là đều là sẽ biến thành ma quỷ theo nó đó. Tại vì con diều hâu này á, tại cốt của ông Thanh là diều hâu, Thích Lâm vừa mới nói nè, rất là nặng đó, bị trúng bùa của anh Bắc rất là nặng đó, mà nó và nó bị loạn cái tâm đó, cho nên cái tâm trí nó bất an cực kỳ, rất là nguy hiểm. Làm cái gì mình phải biết phân biệt chánh đúng hay sai. Hôm nay đã tàn binh gáo máng rồi, cái băng ma quỷ mà Long Hoa Mặt Tạng, mà tức là headquarter, tức là chủ sói của anh Bắc, họ cũng tàn, anh Bắc cũng đã tàn. Ổng bây giờ nghiệp bị quả. Những cái gì mà mưu đồ mà làm hại thiên tử, tạo phản tiền bạc, rồi thư ém người, làm cho xả ra chất, rồi xả ra chất độc tâm linh, chất độc tâm linh để làm hại nhiều người đó, đều bị mấy vị trừng trị hết. Chỉ còn lại những đứa họ thiên tâm trong sạch, tâm bình an và tâm bồ đề, tâm hướng thượng, đọc kinh ngồi thiền bình thường thôi. Chứ còn bao nhiêu những cái đứa mà mong cầu tham lam á, đều cũng ngớ ngớ ngỡ, cũng không biết ai đúng ai sai,
rất là dễ các con. Đúng sai hay không á, thì các con á, bây giờ đi 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 coi lại đi, đi kiểm chứng lại đi. Chẳng qua là mẹ mới vừa nói ngày hôm qua, mẹ nói á, những đứa nào về núi tại sư phụ sinh mà, mẹ nói 50-50 mẹ cũng không cho về, không để cho mấy vị cho về, phải là 60-40 thì mẹ mới về, thì lúc đó mẹ mới dùng nước trên điện mẫu mẹ mới cứu tụi nó. Còn mà 50-50 nó về đây á, nó sẽ làm phiền con nữa. Rõ ràng ngày hôm qua Phật mẫu nói vậy đúng không? Cho nên đứa nào nó phải tỉnh lại khoảng 60% thì nó về núi thì mẹ cứu. Còn mà nó tỉnh 50 mẹ cũng chưa cho về nữa. Cũng giống như mỗi ngày mình nói chuyện với bà Thiên Huệ, má An Trinh, bà vô giấc mộng nó, bà rất là nói chuyện, ngày hôm qua cũng nói chuyện với má nó. Nó nói bây giờ nó cũng 50-50, 50-50 thì còn ở đó đi con, khi nào 60-40 thì về Phật mẫu cứu. Còn nếu không á, ngày mà Đức Thầy xuất hiện là tất cả đóng sổ á, too late. Còn con Nhật Phương ở dưới là bị hai loại bùa. Một loại bùa là của cái thầy của ông Bắc ở núi Cấm Việt Nam. Loại bùa thứ hai á là ở Mỹ, là của ông Bắc bỏ. Cho nên cực kỳ là nguy hiểm. Nhật Phương á, tại sao các con nhìn thấy ma quỷ nó sàng lọc, nó lựa những đứa, xin lỗi nha, đi chỗ khác chơi giùm đi, nó lựa những đứa là biết làm YouTube, biết thiên tâm, biết thế này thế nọ, thì nó sọc vô cái chỗ đó. Còn những đứa bình thường á, nó không có. Cho nên những đứa mà bị, đa số là những đứa ngày xưa là biết làm YouTube. Còn những đứa ngày hôm nay còn lại á, thì cũng gán nhìn cái đó bài học để mà tu chỉnh lại. Rồi để hồi giải thích. Cái nhập xác là cái người xuất ra, người ta không nhớ gì hết, và người ta phải run và đổi giọng. Còn những cái loại mà thiên nhĩ thông, mà cái bản thể vừa sanh ra đó, giống như công chúa Thượng Bình, như sư phụ, là bình thường như vậy, mấy vị nói là nghe liền. Sinh hoạt rất là bình thường, đang đi, đang đứng, đang gì hết, không có cần gì hết, nguyên thể một người. Còn về nguyên thần Thái tử Thiên Nhãn, hay là nguyên thần của Thượng Bình, hay là nguyên thần của Huyền Châu, đó là nguyên thần. Là về nguyên thần là một cốt cách của một thiên tử, chỉ cho vô cái xác phàm này. Hai là một, một là hai. Xác phàm sư phụ không ai đụng vô được. Chỉ có nguyên thần á, là khi thấy yếu, bệnh tật, hay là cần có một thêm một chút thông minh, trình độ, thì nguyên thần mới cho thêm chút thông minh. Cũng giống như hồi xưa sư phụ đâu có biết tiếng Việt, nguyên thần cho biết tiếng Việt thì từ từ biết tiếng Việt. Cho nên không có chuyện mà họ thiên chúng ta mà có nhập xác. Mẹ đã rất là kỵ cái đó. Ai mà nhập xác mà xưng là Phật mẫu, đó là ma quỷ. Nên nhớ lời hôm nay nói, ai mà nhập xác xưng là Thượng Đế, đó là ma quỷ. Trừ những đứa con đặc biệt ở trên thiên đình xuống và có thiên nhĩ thông nghe thẳng luôn thì là đúng. Còn như là thầy Pháp Ma Sói á, là nhập xác, ngồi ngồi như vậy là rung á, là nhập. Con để ý hồi xưa đó, và khi mà nói ra thì một chút là quên liền, không có nhớ. Còn cái này mấy con theo sư phụ với công chúa bữa giờ biết quá lâu, mỗi một ngày nói về tối công chúa phải ngồi ghi lại, gán nhớ lại, rồi nhắn tin qua sư phụ, rồi nãy cha nói gì, mẹ nói gì, thì vẫn còn trí nhớ, vẫn còn nhớ. Những người mà có sứ mệnh đa số là cha cho theo là đều có năng khiếu đặc biệt, không phải là người bình thường mà có thể là như vậy được. Ở ngoài kia one in a billion, một trong cả tỷ người. Còn cái dạng nhập xác á là everybody. Ngày mai á, con mà đưa cái đầu cho giống như kiểu Hoài Tâm, kiểu Thiên Kim Hạnh Kháng gì đó, mà đi Việt Nam người ta mở căn mở kiết là con nhập được rồi. Cái đó là ma quỷ, hiểu chưa? Cho nên không bao giờ đưa cho ai mở căn hay là đụng cái đầu của mình hết. Còn cái đầu của sư phụ với công chúa Huyền Châu với công chúa Thượng Bình á, mấy con đừng có hòng đụng. Cho nên một bản tánh giống nhau,
hớt tóc cũng không có để cho đi hớt ở ngoài nữa, nó khác nhau. Còn những cái đứa mà không có hiểu về tâm linh gì đó thì cứ gán nghiên cứu cho kỹ. Ở ngoài kia có hàng tỷ người nghe những cái lời này nói, người ta biết ai đúng ai sai. Cho nên đừng có bao giờ cái hàng đệ tử họ Thiên á, chỉ có một điều duy nhất: tin sư phụ, tin cha thượng đế, tin cuốn kinh Thiên Tâm là đúng. Còn bao nhiêu chuyện sàng lọc để mà thử lòng người đó, các con không có đủ trình độ để hiểu thì cứ tin sư phụ, tin cha đi. Ma quỷ á, nó chỉ bán lấy tiền thôi. Tấm hình cha mẹ nó bán 300, hai cái hình bự trong đó bán mỗi cái 5.000, hai cái 10.000, cái cục crystal một xíu cũng 300-400. Tất cả nó lấy từ hình tượng cha mẹ nó lên núi Thiên Long Sơn nó bán, tức là nó bán thượng đế và nó bán Phật mẫu đó, con có biết không? Và nó lôi kéo một đám họ Thiên đi theo trong đó, vì những cái hình tượng đó đều có bùa ngải thời chú. Và khi mà những người ngóng cao ngã mạng thấy sư phụ ký tên thì cũng bắt chước, thấy sư phụ điển chuỗi cũng bắt chước, vì họ muốn chiếm ngự cái núi này để mà khống chế sư phụ, để mà cho cái đạo Thiên Tâm lu mờ vậy đó, để mà họ lập cái đạo ma của họ, gọi là đạo ma. Họ chỉ mượn hình Phật ở ngoài để mà một chút đánh lạc lòng người thôi. Nhưng mà thời nay là thời của Thượng Đế để thống nhất quả địa cầu. Đạo Phật chỉ là một cái pháp môn mà cái đó chưa chắc là đúng nữa. Chứ bộ không có nói sâu về vấn đề đó. Nhưng mà phải có Thượng Đế và phải có Lăng Nghiêm Thập Chú và Đại Bi. Còn họ rất là sợ Lăng Nghiêm Thập Chú đó. Cho nên hàng đệ tử á, mà không thờ Thượng Đế, không đọc Lăng Nghiêm Thập Chú thì kiếp này đừng có hòng về trời. Rất là khó. Nắm thì nắm cây gốc, còn nắm theo bầy đàn, chạy theo người này người kia lôi kéo, rồi âm binh nó vô tâm để mà nó sai khiến. Khi mà mình đọc những cái câu chú mà mình không hiểu, là ban đêm mình gọi quỷ ơi ăn ngãi với tôi, má ơi hung tôi, sói ơi thế này làm người yêu của tôi đêm nay, đại khái là đủ kiểu những cái câu đó là điều là như vậy. Cho nên rất là nguy hiểm. Con đừng tưởng người dương không ăn ngãi được với người âm nghe, rất là thường á, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng không có mùi mùi xuất hiện ngày 0404, chúng ta đâu có dẹp được cái đám âm binh này. Hôm nay cái núi Thanh Bình và dẹp được những cái phe phái và những cái thế lực mà y ăn hiếp những cái đứa đệ tử họ Thiên ở xa về đó, đều là nhờ ai? Suy nghĩ đi, một mình sư phụ làm sao làm được? Ai là người phá đạo? Thứ nhất, người chủ chốt đó là anh Bắc, Bắc Lê á, nói họ luôn á. Cốt là con chó sói, luyện á, luyện âm binh mà dám xưng là Phật phạm thượng á, nhà ngươi phạm thượng. Rồi lôi kéo đệ tử của họ Thiên, tại sao nhà ngươi không lập môn phái riêng rồi ở dưới chân núi tự làm đi thì hồn ai nấy giữ? Tại sao phải lên Thiên Long Sơn để lôi kéo họ Thiên đi xuống địa ngục chung với nhà ngươi? Là phá đạo. Thứ hai, cả đám đệ tử vô minh không biết chạy theo thì thù không có trách đám đệ tử này, vì nó bị trúng bùa, nó không phải là nó. Cả thằng Tiến cũng bị trúng bùa, không phải là thằng Tiến. Thứ ba, tại sao muốn bán, muốn làm tiền, muốn làm giàu thì không làm đồ, lấy hình tượng của sói để mà bán, lấy hình tượng của thầy Pháp để bán, mà lấy hình tượng của Thượng Đế với Phật Mẫu để bán? Đó là đại phạm thượng, cha rất là giận chuyện đó. Nên nhớ, sư phụ nó có không? Cái này có video cả thế giới làm chứng. Trên cái núi Thiên Long Sơn không có bán, không có buôn và không bán, không có tiền với bạc, mà họ toàn là một đống tiền tiền bạc bạc. Con thấy đó, 5.000, 10.000, 300 đô mỗi cái hình, mà mấy nghìn đứa mà con nghĩ bao nhiêu tiền? Phá đạo đó. Thứ ba, cấu kết với Long Hoa Mặt Tạng. Có bao giờ Phật Di Lặc là cái hình của một cái ông thầy mà bụng phệ bao giờ đâu? Bộ đây là Phật Di Lặc à? Mặc cái quần cục, uống bia cái bụng cho bự, rồi xưng là Phật Di Lặc cũng đi tin. Họ copy, họ làm nhái giống hệt luôn vậy đó. Không có cái gì gọi là khác hết á.
Phật Di Lặc chúng ta đó là Đức Thầy đó, con có biết không? Phạm Thượng vừa lấy mấy cái hình này ghép hình kia, chỉ có một số nhỏ tàn, gọi là tàn binh đó, và bị trúng bùa nặng quá giống như con diều hâu á thì nó không biết gì. Nhưng mà những cái đứa kia đó giống như VVN Nguyễn, tức là ông Văn với Tấn đúng không, rồi Postel á cũng đi xuống địa ngục chung với nó, tại mấy vị tính hết luôn mà. Cho nên tụi nó vô tư lắm, nhưng mà cái đó không phải là vô tư, đó là cố ý đó. Cái ngã vẫn còn đó. Những cái người nào mà ngày xưa để cho thân thể mình cho thầy pháp đụng, cho anh bắt đụng á, là người đó đó cũng bị á. Nhất là khi mà ổng bấm cái tay nè là hút hết cái chân khí ở trong người ra đó, cho nên cái mặt á lúc nào cũng đen thui, về dòng hào quang đen thui. Còn sư phụ là thiên tử 7 dòng hào quang, muội muội của sư phụ là 5 dòng hào quang, sư mẫu là công chúa Huyền Châu, con Long Cung là 4 dòng hào quang. Chúng ba chúng ta là những người phàm, nhưng không phải là người phàm, đó là lời Thượng Đế nói, cha nói xuống đây phải nhịn phải nhục. Nhưng mà cái nào để mà không có muốn hàng đệ tử cứ u mê, mà cứ tới ngày hôm nay đã tàn canh gáo máng rồi á, mà cứ còn ba cái dư âm này hoài á, là vì cộng sản nó cứ đưa lên nó nói thôi à. Cục gạch đỏ Bác Hồ cũng cầm được, thì bây giờ chuyện gì mà nó không nói xấu xuyên tạc được. Rồi bây giờ con Lý á, tức là con Diều Hâu, tức là con Trương Khanh á, nó làm ba cái thơ sân si, nó không có dám để tên nó, rồi nó mượn đứa này post nữa, đứa kia post. Những đứa đó đó là cộng tội gấp đôi với giống như nó mượn VN Nguyễn được phải không, mấy con được không, rồi nó mượn con Sammy Nguyễn, tức là con Sươm đúng không. Cho nên mấy đứa này á vẫn là Thế Tử Thỉnh Xích Long, những cái đứa mà phạm thượng như vậy tương lai nó như thế nào. Thôi đừng nói, khỏi nhắn tin này, đừng có nói ra tiếng. Điện thoại có muội rồi. Những cái người mà có thần thông á, người ta rất là bình thường, người ta không có dễ sân đâu. Và đồng thời á, cái vụ có những cái thần thông mà người mấy thầy á, tu cả đời cũng không có, là cái căn bản. Chúa Thượng Bình cũng vậy, đó là tự nhiên thiên nhiên, chứ không có ai mà vô đây mà nhập xác. Từ bữa giờ thì cũng nghe mấy con nó nói, thì cũng làm lơ để rồi nó nói tới đâu. Hôm nay nói cho rõ, chỉ có cái đám ngu như con Khanh đó, nó mới ấy vậy, tại nó loạn tâm rồi. Hồi nãy mấy vị nói, và cái đám ngu như là cái đám kia đó mới hùa chạy theo, tức là cái ngã vẫn còn á, xuống địa ngục hết. Còn một chuyện mấy con đó, ở đây ngồi đó, 5-10 đứa làm chứng. Chứ mẫu ngày xưa đó, cũng vì thương chồng, rồi nghe mấy tụi kia lôi kéo cũng ghen với muội lên núi từ năm 2018, năm nay rất là gian khổ, bị cả đám tụi nó ăn hiếp năm rất là lâu rồi, 5 năm rồi chứ không phải mới đây. Thì sư mẫu cũng ghen, vợ thương chồng là chuyện bình thường phải không. Nhưng mà tại sao hôm nay sư mẫu là đổi 180 độ, con thấy đó, ngồi máy bay cũng ngồi chung hàng ghế với sư mẫu nữa đúng không. Là vì sao? Là vì sư mẫu vẫn còn chánh kiến, không có u mê như cái đám tụi đó. Long Dương, cha Thượng Đế kêu sư mẫu vô ngồi giáo huấn một chập. Còn cái đám kia nó không có phước để mà nghe Long Dương hay là nghe cha Thượng Đế giáo huấn. Nhưng mà sư phụ nói qua nó cũng phải hiểu chứ. Đụng với những người sứ mệnh, sư phụ là Bồ Tát bự, muội muội là Bồ Tát cũng là vừa vừa đi, sư mẫu cũng là Bồ Tát 4 nhà hậu an nhỏ đi,
xúc phạm sư phụ, tức là xúc phạm với đạo thiên tâm, là xúc phạm với cha đó, là đại nghịch thiên á. Không phải là đừng có tưởng là họ thiên á, sư phụ từ bi, từ bi chỉ sinh có 3 lần thôi. Con Khanh là sư phụ hết sinh nó rồi đó, nó là đanh điêu xong rồi đó. Sư hồi nãy hỏi ông Khanh với mấy cái đứa mà nghịch thiền sao Xích Long trả lời mãi mãi mất đi linh hồn. Dùng chữ mãi mãi mất đi linh hồn nói với Đà Phật thôi, chúc các đứa đệ tử họ thiền hôm nay nói cái clip ngắn được rồi, gán đừng có bị chao đảo bởi con Diều Hầu, tức là con ly Thiên Chương Khanh á, nó cốt nó Diều Hầu và nó đang bị rối tâm gì, nó bị trúng bùa của anh Bắc á, trúng cái bùa anh Bắc nặng lắm, âm binh. Lúc đầu vô cũng lấy tội nghiệp nó, nhưng mà cũng khuyên nó, mỗi lần khuyên nó cái nó làm thở chửi, bởi vì hàng chi bữa mẹ nói nhỏ này nó đại phạm thượng, lúc đó cái sự phục sinh thêm lần nữa. Cho nên giờ rõ ràng người mà có thiên nhĩ thâm không có cần run run, không cần nhắc nhắc, một lúc có thể nói chuyện 10 người, thí dụ Xích Lâm nói, mẹ nói, cha nói, rồi Phật mẫu nói cùng một lúc, thì mọi người có thể nghe rồi dịch ra cùng một lượt. Còn nhập đồng á là phải người này xuất ra người kia vô rồi đổi giọng thì thế nọ, mấy cái đó không có đúng. Mà nhập đồng mà lên núi Thiên Long Sơn là tà, cho nên chỉ có một mình ông Bắc là thuộc dạng nhập đồng thôi, ngoài ra trên núi này không có ai nhập đồng hết, toàn là thần thông không à. Sư phụ có thiên nhĩ thông, khẩu thông, cảm ứng thông, mùi mùi cũng vậy, những người có đặc biệt xuống trần nó vậy đó. Ok, chúc tất cả các hội thiên nhớ bền tâm bền trí và tin cha, tin cha chúng ta, và đọc kinh Lăng Nghiêm Thập Chú để mà chúng ta sớm lấy lời cái quả địa cầu ô trượt này, hàng hội thiên không có được lung lay nữa. Quay về chờ nữa. Mấy vị kêu nói á, lý do tại sao ngài khai sơ cái núi này năm 2014 lại cho thầy Pháp, tức là anh Bắc ở trên núi này, đó là tại vì ngày xưa Đức Phật Thích Ca lập đạo cũng có Bồ Đề Đạt Ba, cũng có những cái cuộc sàng lọc giữa trắng và đen. Cái bàn tay chúng ta cũng có trắng và đen, thôi giải thích cái này rồi. Cái gene and gene cũng có trắng và đen. Cái mặt trời cũng có mặt trăng và mặt trời, đúng không? Rồi cũng có nam và nữ, đúng không? Cũng có âm và dương. Nói chung là phải có tà chung với mình, giống như cái lớp xi măng thẳng thì ở dưới nó có một cái lớp đá gai sắt nhọn, thì đó là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà nhìn lại á, không có tà trà trộn vô, sư phụ đâu có biết được đứa đệ tử nào thật tâm với cha mẹ, đứa nào thật tâm để mà tu tập, hay là chỉ mong cầu ước vọng này ước vọng kia, khi thất vọng rồi sanh ra làm phản như vậy. Và đứa nào còn chưa có đủ bi trí dũng, phải ở lợi thế gian tu tiếp, thì con đám không có đủ bi trí dũng. Cho nên đó là lý do tại sao những ngày đầu lại có anh Bắc, rồi để cho ảnh hoành hành trên cái núi này, là vì sư phụ là thiên tử lập đạo, không có trị bệnh bùa bệnh ma. Khi cái núi này nó có hào quang sáng rực và cái núi linh thiêng như vậy, thì ở ngoài kia những người bị trúng bùa trên trúng ngải khắp thế giới, khắp tất cả các tiểu bang, họ và những cái người linh căn đó họ thấy được, họ dồn về núi. Thì thôi bây giờ một đám mấy thằng homeless dân chơi là đó, thì để cho một cái mafia trừng trị, để mafia chữa bệnh đi, con có hiểu không? Sư phụ không phải xuống đây mà lãnh nghiệp và đồng thời sư phụ làm những cái việc đó, nhưng mà đến ngày hôm nay là giờ chót của cái cuối cùng của cái kết cuộc của cái cuối cùng, thì cha mới ra lệnh. Chứ ngày xưa sư phụ biết
Mà tại sao không làm? Là vì chưa có lệnh của bề trên. Chỉ có trước khi 0404 bề trên mới ra lệnh là trước khi con về Việt Nam, Đức con sẽ gặp Đức Thầy trong năm nay. Năm nay là tháng tới, con phải làm cho xong cái núi, để khi con ra đi tất cả những hàng họ thiên mà tâm thành được yên tâm ở trên núi tu tập. Còn những đứa mà bị loạn tâm thì từ từ nó cũng tu chỉnh, nó sửa lại. Và đồng thời nhất định là chỉ có màu trắng thôi, chỉ có chánh thôi, không có tà trên núi. Đó là lý do tại sao sư phụ giải thích, chứ không phải là không biết. Nhưng mà khi mình vô lớp mình học thì tự động mình phải biết cái gì chánh, cái gì tà chứ. Đâu có cà, sư phụ cũng thường nói mà, thường nhắc nhở hàng đệ tử gần 5-7 năm nay, những gì anh bắt làm sư phụ không có chịu trách nhiệm mà. Con có hiểu không? Tại vì ổng có một ông sư phụ là tức là ngài địa thần gì đó đó, là trong cái vô vi cả bản thân ổng chẳng biết ổng làm sai nữa đó, thiên ma mà. Đó là lý do tại sao những ngày đầu có ảnh. Cái đạo ra đời nó phải đi song song hai mặt, lúc nào cái gì cũng phải song song hết trơn. Con người ai cũng có đúng có sai, đúng không? Còn những cái hàng đệ tử lớp học á thì cũng phải học cái sai và cũng học cái đúng, nhưng mà đến lúc nào á chúng ta phải chánh kiến, phải quay lại. Cũng giống như bây giờ con Khanh, con nghĩ nó có chánh kiến không? Thôi đã hết ý với nó rồi mà vẫn còn cố tình nữa, thì là sau lưng nó một là một cái thế lực Việt Cộng tiền với bạc muốn phá rối, hai á là nó bị điên thôi, dũng chữ loạn tâm điên thôi. Ngoài ra dù không có cách gì giải thích nè, hiểu chưa? Tại vì hôm trước á, cách đây không bao lâu, nó làm biết bao nhiêu thơ tiên dương sư phụ và Phật sống thế này kia. Ngày hôm nay nó chửi sư phụ á, mạt sát. Có ai một con người mà trong vòng vài ngày mà thay đổi 180 độ? Thí dụ sư phụ có làm gì sai, nó chưa có làm gì sai, cũng chưa có động chạm gì tới nó, tự động một mình nó lúc ngọt lúc đắng cay như vậy là do tự cái tâm nó không có chuẩn. Khi nào sư phụ gọi sư phụ la nó hay là làm gì đi, sư phụ cũng khá bình thường. Một mới không có qua lâu á thì tiên dương sư phụ bữa nay á thì là chửi sư phụ, chửi thiên tâm, chửi cha chửi mẹ. Thì cái đó là cái gì? Tự mọi người để dấu hỏi nha. Đừng có ai khen sư phụ, đừng có ai nịnh sư phụ, cũng đừng ai làm gì hết, mà hãy coi những gì sư phụ làm cho các con á có bình an không, có mạnh khỏe không, và cho nước Việt có tốt cho nước Việt hay không thôi. Đừng có ai mà tiên dương hay là tung hê sư phụ nữa. Trên đời này chưa có ai mà thương sư phụ và tung hê sư phụ như con Khanh hết. Nó làm một đống thơ bao nhiêu năm nay, nhớ không? Và con Nhật Phương đúng không? Rồi con Trinh nữa không? Rồi hôm nay mấy đứa làm sao? Chỉ có ma quỷ vô tâm tụi nó thôi. Con Nhật Phương bị rất là nặng. Hai thứ là ở bên núi Cấm, mấy vị nói chúng bùa từ núi Cấm và qua bên Mỹ, nó cho anh bắt vô trong nhà của nó, là bị ổng thư ém trong nhà nó, cho nên gia đình sẽ tan nát hết. Những cái người nào mà ổng bắt đụng tới hay là ổng bắt bước tới cái nhà đó là gia đình nó tan nát hết. Tôi dám nói trên này đó, thằng Tính, thằng Hải đó, là nó lên làm bằng chứng. Ok, vậy là Phật xin tạm biệt. Hôm nay giải thích hết tất cả các thằng thông nhập thác, thì mong mọi người không hiểu thì hiểu thêm chút. Tạm biệt, chào chào, bye bye.